Ngày hôm nay thì mẹ con em lại đi biểu, lại biểu, lại biểu. Đây, ba mẹ con lại đi chợ rồi cả nhà ơi. Hôm nay đi lấy đồ ăn thêm, mua thêm bánh mì với trái cây. Wow, hôm nay đi vừa bước vô cổng là họ có để là bốn xếp được 1 đồng rồi mọi người. Giờ chỉ còn có 3 đồng thôi. Cherry, còn mùa gắn ăn cho đã, ăn chừng nào chán nghỉ. Ở bên đây hả, chịu khó canh mấy mùa sale mua mấy cái này họ ăn, chứ còn đợi tới. Cái này là blueberry nè cả nhà, blueberry. Con này quả diệp quất, dâu. Dâu lúc đầu mới qua phải ăn dâu không cả nhà, giờ ngán rồi mà biến không ăn nữa. Rồi để vòng qua đây, qua đây coi cái gì ăn. Bắp bên đây ăn đã, ngọt. Dưa hấu 3 đồng. Trái. Dưa gan. Quýt. Quýt quýt ở nhà mình là đảo quýt. Mua bao nhiêu trái quýt là về sạch bông. Giờ mua thêm túi nữa đi. Đi mua thêm túi quýt về. Vô ra, vô. Bịch này 5 đồng, kia 4 đồng, hai loại khác nhau. Táo nè, từ bữa ăn bị ngứa dị ứng tới giờ cái sợ hết ăn luôn rồi. Nghỉ ăn luôn, nghỉ ăn táo luôn. Kiểu bị sợ đó mọi người. Bịch này đậu, đậu Hà Lan 3 đồng 49, con này là 6 đồng. 6 đồng một bịch. Trời trời. Ồ, có đậu bắp nữa nè. Một dĩ đậu bắp này 5 đồng. Đậu bắp này non ha, nhìn đã ha. 5 đồng. Chắc lấy dĩ này đi. Mấy phao. Cái này mấy phao mà 5 đồng vậy trời. 12 ao. Ok, đi coi. Cần này. Cần này về nấu nấu ngót ăn ngon đó nha. Cái này 1 đồng hai mấy một bó. Mua 2 bó đi, mua 2 bó về nấu ngót, nấu ngót cá ngon. Để kiếm cái bọc bỏ vô. Đậu que lẻ nè. 2 đồng 49 phao. Cái loại đậu que này ăn nó giòn giòn ngon, nó ít có sơ. Còn cái loại đậu que trắng trắng thì nó nhiều thịt hơn, một cái điều hơi sơ. Bí nè, bí này 1 đồng 49 một phao. Thôi không mua bí đâu, kiếm cái khác ăn. Khóm thơm này nó bán 2 đồng 99 một trái nè cả nhà. 2 đồng 99 một trái, mà khi mình mua cái này á, là mình sẽ được nhân 2 cái phôi lên nè. Là ví dụ như thôi mình mua một 50 đồng một phôi, được một phôi đi, mình ví dụ vậy thôi, thì mình sẽ được là 2 phôi, kiểu giếm vậy đó, nhân đôi lên. Mà nhiều phôi là mình sẽ đổi được được đồ ăn trái cây hoặc là đổ xăng được giảm giá kiểu gì á. Chắc cần tay để ngoài nó dễ hư sao, bữa nay họ cho vô đây hết trơn. Lấy một cây đi coi. 2 đồng 49 một cái. Hành tây. Rau này ăn sống rồi, ăn nó bị giống nhẹ, cái mùi rau dền đó. Nó hơi lai lai chút xíu thôi, nhưng mà cũng ok. Ăn mà nếu như mình ăn sống ok hơn rau dền. Không phải. Mồng tơi mà mình ăn sống thì nó nhớ lầy và nó ôi khó ăn. Đu đủ nè, mà đu đủ ở đây nhìn không ngon miếng nào hết trơn. Đây là đu đủ rồi cả nhà. 1 đồng 49 phao. Dừa khô 2 đồng 49 trái. Trời, củ sắn. Xích ra. Củ sắn mà mày về phải dán từ trái vậy đó hả? Nè. 1 đồng 49. 1 đồng 49. Dạ.
Ờ đu đủ á con. Chanh dây nè cả nhà. 2.99 đồng một trái. Một trái cái gì ta? Cái này mình không biết luôn. Bơ nè. Giống 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 bơ này. Ở này Việt Nam, hay ở Mỹ nè, ở USA. Mà dạ. Này không biết nữa. Sim ca đồ gì đó. Sim ca đồ. Mẹ không biết mày đọc đúng hay không nữa. Sim ca đồ. Ở tầm 7 tầm 3. Sim ca đồ. Tầm 7 tầm 3 rồi. Đi xuống này. Cà chua. Cà chua đâu này nè. Chua với bơ. Bơ mì. Cái này là củ củ gì quên nè. Khoai mỡ. Trời ơi tự nhiên ngồi cả buổi luôn mới nhớ ra. Củ khoai mỡ nè cả nhà. Em mới địa nè, em thấy nó ra mọng mà. Nó có mọng nè. Không lẽ giờ mua củ này về để cho chồng chồng em không chồng hả trời. Nó kiểu mình dạt cái đầu này cả nhà. Dạt cái đầu này. Mình ăn khúc dưới này thôi, còn khúc trên này mình để mình chồng. Để coi. Đây nè, anh thấy được mấy trái nè. Đây nè, đây trái nữa nè. Nè, cả nhà thấy không? Nè. Đó, cái này là để xuống là đảm bảo lên hai củ này. À, 1.69 đồng một trái nè. Thôi để mình thử nha, mình mua hai trái về để cho ông xã mình anh dạt ở đâu anh chồng. Chồng mấy cái củ này á, năm nay chồng năm sau lên lại, tại vì ăn củ mà nó sẽ lên lại. Để đây đi. Lát lấy cái bọc vô. Nha đam. Trời ơi, hơi môn mà móc từ cũ vậy đó hả? Đúng là trai anh. Cho Mỹ này kiểu nó hơi nó hơi màu mè cho nên để cho kiểu dạng màu mè để chặt tiền mình á. Hơi môn nè. Nè hơi môn lên mộng rồi cả nhà. Nè, đó. 1.49 đồng một thao. Mè rổ. Ồ lên mộng quá trời luôn nè. Đây nè, ừ nó lên mộng nè. Wow wow. Cái quầy này là quầy tỏi với hành tím. Mà tỏi này thì 1.99 đồng một bó, nhưng mà hành tím thì là không có, chỉ có cái hành này thôi à, hành hương à. To như thế này. To như vậy nè, nó không có thơm đâu. Không có thơm. Lấy củ hành trắng này đi. Này hình như tỏi cô đơn mà. Không ta. Sao nó xíu hoài vậy? Này hành tây chứ không phải tỏi cô đơn. Nhỏ xíu, nhỏ xíu để ăn á con. Để cho em ăn. Để cho mẹ ăn nữa. Mẹ ăn với em ăn. Đúng rồi, mẹ em ăn được luôn. Khoai tây. Khoai tây thật sự mình không biết nấu món gì nha. Cái khoai tây bên đây nó họ bán rẻ lắm, bó một bao gì đó 3 đồng mấy nè cả nhà. Rẻ ồm luôn. Đậu phộng mà không ăn đâu con. Ăn ho. Nhà thì hay dị ứng. Mẹ ăn được thôi. Không, mẹ cũng ho luôn, mẹ không ăn được. Qua lấy bánh mì. Qua lấy bánh mì cho ba. Ba nói ba hết bánh mì rồi đi. Bánh mì bự, lấy bánh mì cho ba nè. Không biết cái bánh mì bự này ngon không nhỉ? Lấy rồi. Lấy này thôi. Lấy một cây đi. Một cây đi. Bỏ anh xe. No, cái bánh nó không ngon. Lấy bánh mì này nè. French. French là đúng rồi, cái nặng này ngon. Mà lợn nó 2 đồng mấy một cái. 2 đồng mấy một cái. Ăn nó ngon hơn. Con lợn này thì hơi cứng. Con lợn này hơi cứng. Mình mua thử cái lợn này về ăn ra. Lợn này nó mì giống với mì ngọt đó nha. Bỏ vô. Để coi có gì cho anh Huyền không. Này. Cái đó cái gì vậy? Bánh nó ngọt lắm, bánh nó con không ăn đâu. Mẹ biết cái tật con đòi cho cố vô con về con không ăn đâu. Cái gì mà mua cho ẻm ăn mà mình phải ăn được á, để ẻm không ăn thì mình ăn. Coffee cake. Cake, coffee cake.
đây nè, cái này được nè, cái này à, cái này ok nè. Đó là bỏ xe rồi cô đi xuống dưới này lấy sữa, nhà hết sữa rồi. Sorry. Tại vì nó dính cái hộp kìa đó, rồi đẩy ra đó, dính cái hộp đồ ăn kìa. Ừ. Là một thao bay quanh ghét quanh phi hả, cái gì đây? Thịt heo hả hay là cái gì? Để mà coi cái gì đây, mua một tặng một là cái gì trời. Mình biết rồi, bay quanh cái buffet nè, Carado là này, kiểu này, cái này ăn ngon lắm, hôm bữa mình có ăn cái này, rồi. cái này ăn được, ăn được hả? Ok, này 3 đồng mấy một dĩ, mà hôm bữa mình mua ăn thử rồi rất là ngon nè cả nhà, ngon lắm. Này ăn được không? Bây giờ mình sẽ mua cái này chi tôi cả ăn được không? No, không ăn được đâu, bỏ ra lại đi. Không, nè, lấy cái này nè, cái này mới ăn được nè, bỏ xe cho mẹ đi. Cốc lết 3 đồng mấy thao. Ồ, 3 đồng mấy thao. 18 đồng. Nếu như có coupon thì sẽ giảm được 3 đồng. Mình sẽ scan thử nha, scan thử về cái hàng này nó giảm như thế nào ha. Đây cái mã nè. Đó. Dĩa này có 6 đồng à. 5 đồng nè. Dĩa này 5 đồng. Đây là mọi người thấy không? 5 đồng 99 nên 96 là 2 dĩa. Lấy 3 dĩa đi. Ngon. Dễ sao, dễ nấu nữa. Mấy ba dĩ về để dành ăn, 70 mấy cent một thau là quá rẻ. Lâu lâu có mình canh mình mua vậy, rẻ. Về đem về ăn để dành. Đó, để đây, để cho nó dập. Cái này cũng là 7 đồng mấy mà mua một tặng một nè cả nhà. Cái loại này bữa không biết mình ăn thử chưa ta, cái loại này không biết mình ăn thử chưa. Hôm trước là mình ăn thử cái loại này. Bây giờ sẽ thử cái loại này thử cho xem cho. Cái đó là gì? Cái đồ ăn á hả? Ừ, cái đó là gì? Gà. Gà salad. Rồi, thử loại này đi. Loại này mới nè. Chưa ăn thử bao giờ. Rồi, lấy một dĩa cay lấy không cay. Rồi. Xong. Này xúc xích. 3 đồng 49. Cái này 4 đồng mấy. 4 đồng mấy một thao, cốc lết mắc quá. Dưới nhà còn thôi, không cần mua đâu. Đi, xuống coi, tết luôn. Cái gì vậy? Che mơm đi, ở trong đây lạnh. Trong đây lạnh để che mơm đi. Đây, cái này là xúc xích nè. Anh Điền có ăn này không? Mẹ mua này cho con nha. Dạ, 2 cái lận. Ờ, cái này mua 4 cái. 4 cái 5 đồng. 2 cái lận mà. Để mẹ lựa nha. Lựa 2 cái. Hem nè. Cái này cũng hem luôn nè. Đó, hem đi. Lấy hem cho mẹ đi. Mấy cái rồi? 3, 4. Rồi, 4 cái. 4 cái đi. 2 cái lận. Rồi. 4 cái, 2 cái. 4 cái, 2 loại luôn. 2 loại luôn rồi. Rồi đến xe đi. Dạ. Là của Henry đó.
cái sinh nhật đó. Cho con đi học ăn nha, cho ăn sáng nha. Hôm bữa anh đi nó ăn cái đó, em thấy có vẻ anh thích cho nên thôi mua cái loại đó cho anh ăn. Rồi còn cái này là cái gì? Ức gà. Xúc xích hot dog. Qua bên đây có nhiều loại xúc xích ăn ngon cả nhà, ăn mê lạ miệng ngon. Còn ở Việt Nam mình đó có loại xúc xích mà kiểu mà ăn không á. trứng lấy trứng, nhà hết trứng rồi, để lấy trứng. Không bỏ chi vô chi. Chỉ có vậy. Còn chi nữa nè, còn chi nữa nè. Chi. Ừ, đây nè, xé ra, cầm vịn cho mẹ, vịn cái hộp, vịn cái hộp cái này. Ừ, đúng rồi. Rồi đó bỏ chi vô. Ok. Gỡ miếng chi bỏ lên. Ừ. Đó, bỏ lên kẹp lên giữa. Rồi. Kẹp lại. Rồi đâu cắn một cái cho cô chú coi coi. Cắn. Đầu nhai coi, nhai coi. Ngon không? Ngon không? Ngon, yummy. Cái loại này làm cho con nít sáng đi học á mọi người. Nè, em bé cũng ăn rồi. Em bé ơi, em bé ăn gì đó, em bé ơi. Rồi, ăn coi. Chị xuống dưới là bánh mì. Cái bánh mì này là một đồng 99 một cái. Đây nè. Còn cái loại này cũng là loại này sao ta? Cái loại này cũng là 1.99 một cái luôn nè. Giống mì không? Good. Đẩy em đi con. Đẩy em đi. Rồi giờ tới quầy sữa rồi đây, mình sẽ lấy sữa. Bữa nay hết sữa, cái không có sữa để làm cà phê uống buổi sáng luôn cả nhà. Cái nhiều khi mấy ngày á, em cứ uống sữa ban đêm á, uống sữa ban đêm á, đói á, cái em lấy sữa em uống. Mấy bữa nay cứ đói là lấy sữa uống, đói là lấy sữa uống hả, trời ơi. Nó cũng đỡ lắm nha cả nhà, đỡ mập. Chứ không thôi mấy bữa mập quá trời luôn. Anh gì đồ uống chocolate milk mà hôm nay là không có chocolate milk. Có cái bình cây nè mà. Cái bình đó nó bự lắm con. Ừ. Bự luôn, uống hết không? Ừ. Nó to lắm luôn á. Chù lai 31 là hết hạn rồi. Cái đó hết hạn rồi không uống được. Đâu, cái đó hết hạn rồi thì ơi. Cái này hả? Ừ. Ra củ đâu mà. Ô có cái gì? À phơi mì nữa kìa. Phơi mì họ lột sẵn nè, đã nè. Được nè. Khoan mẹ coi coi. Đúng không? Ừ. Đúng rồi, phơi mì nè. Là mua về đây mày hấp cho ăn. Bỏ bỏ về mày hấp cho ăn. Ừ. Dạ. Nó lạnh. Lạnh chứ không phải nóng con. Nè, cái này mua phơi mì về hấp cho ăn. Ồ, cái này lột sẵn ngon à. Được á. Đóng đây đi con. Thôi mấy bữa con ăn con ngán còn đâu ăn nổi nữa đâu. Bữa mẹ mua cho con mẹ nướng mà con đâu có ăn đâu. Cái nào mình ăn á, thì mình mới mua, còn cái nào mình không ăn là mình không có mua. Ok. Đi xuống đây lấy đồ ăn cho em bé nè. Mỹ phẩm này là phải ngưng lại mới được. Kiểu là đam mê cái nha. Quá trời mê luôn, có thiệt chứ. Bây giờ phải lôi ra xài chứ. Ê. Bây giờ ngày nào cũng lôi ra em xài, em đánh hết trơn. Xong bóng nè. Thương nha, hôm bữa đi vô trong mò đó, nó bán mấy cái loại son mà đang thịnh bây giờ mọi người. Trời ơi, tao nói cái màu nó đẹp gì đâu luôn á. Dễ thương mà cố luôn. Đây là má hồng.
Hôm nay gì phấn, hôm nay gì đây, đây là má hồng quá. Powder blue. Bây giờ má hồng với liner á, cái màu nó lợt dễ thương lắm. Mấy màu này hơi bị đậm nha, nó lợt nhẹ lắm, đánh lên dễ thương lắm, nhưng mà cái này hơi đậm. Cho em bánh nữa đi nè, lấy bánh nữa cho em ăn nè. Em ăn hết rồi nè. Mấy gà là đòi ăn không một cô chú. Lấy cái bánh, lấy cho em đi, lấy em một cái. Một cái, đó rồi. Đẩy em đi á, sao để em giữa đường vậy? Để em xích vô nè. Lượt mình nè, hồi trước là em không thích xài mấy loại lượt này đâu, nhưng mà thấy mọi người chia sẻ lên mạng á, là mấy cái kiểu lượt như thế này á, nó giúp cho lưu thông máu tốt gì đó, chảy như vậy nè, lưu thông máu tốt rồi kia nọ, thấy bắt đầu mình mới để ý tới nè. Nó có nhiều giá, 8 đồng, 10 đồng, mười mấy đồng, 6 đồng cũng có nè, 6 đồng 2 cây nè, cây bự cây nhỏ nè. Ở nhà thì em xài cái lược mà dạng mà lược dẹp á. Dẹp các bạn xài lược tròn. Đây là cái tóc 4 đồng. 4 đồng 2, 4, 6 cái. 6 cái 4 đồng. Dây thông màu. Dây thông màu 2 đồng 80 mấy. Chai anh họ bán mấy cái mẫu nó gọi là đơn giản, basic thôi, chứ không phải là đẹp, không phải là chuyên dụng. Cho nên kẹt túng thì mua đại thôi, chứ thật sự không đẹp. Nếu như mà thời trang về mà cột tóc, kẹp tóc là không đẹp, em không thích nha. Cái người ở bên đây họ thích mấy cái xà bông Comet thế này đâu cả nhà. Không biết nó. Hai bác khóc mẹ. Công dụng như thế nào mà mẹ thấy họ mua nhiều. Chú quải hai bác khác cùng. Tại chú có bác khác nhiều rồi chú quải. Này cam chanh nè. Gì? Thôi, không thơm. Không thích. Ok, đi. Với phần ở nhà em nhiều xà bông cục lắm cả nhà. Em có xà bông cục nghệ của Kangen á. Cái loại đó là giúp cho cái da của mình nó dị ứng đó. Mấy cái da mà nhạy cảm dị ứng á. Ở Việt Nam á, thì xài loại nào cũng được, ít dị ứng, nhưng mà qua đây á, da dễ dị ứng lắm. Cho nên cái sản phẩm mà xài mà không đúng là dị ứng ngứa chết luôn á. Có nhiều người họ dị ứng tới nỗi họ không xài xà bông, không xài sữa tắm được luôn á, chỉ có xài xà bông thôi. Lấy một hộp gạo khô cho em mà lì. Mệt quá, về tới nhà cái nhà ơi. Về tới nhà bưng hết cái đống đồ này vô đuối thiệt chứ nè. Thấy gì mà nặng lắm nha mọi người. Đây. Ở đây nữa. Lá chiên khô nữa nè. Lá chiên mới khô nữa. Để chút con nó canh bầu ăn. Dạ. Henry được cái áo, được pha cái phao nè. Cái phao này để chủ nhật này ba Henry chở đi đi biển. Đó. Còn bạn nhỏ này. Bạn nhỏ này chào bạn nhỏ ơi. Bạn nhỏ chào. Bạn nhỏ chào à bạn nhỏ ơi. Đó, lại chơi với thầy. Sao? Em đứng được rồi mà. Đứng được, có chừng té giặt mặt đó. Muốn đứng cái đó rồi để sát vô. Để sát vô nữa, để xa xa một cái trượt giò một cái là đặt cái mặt một cái đục. Gãy răng. Âm hả? Âm. Con âm đi, âm. Con nói, âm mà vậy hả? Âm. Nói sao? Âm. Nè cái ly nè. Ly nè. Đó. Không mà. Giục bỏ nè. Ta giục bỏ đó. Đó. Trời ơi, cái gì giảm nhẽo vậy?
rồi lấy cái máy quay của em á cô chú. Đó, đó, rồi lấy máy quay cho bằng được. Đó. Sao quay cái mặt đó hả, quay mặt con đó hả, quay mặt bánh bao đó hả, quay mặt nhắm nhẽo hả? À, rồi, rồi làm sao, rồi làm sao? À, chú à, thấy nè, dành cái máy quay để lấy cái kia đó, đập bể máy của mẹ đó, phá không à? Đó, đó, rồi dành. Con quay vô đó hồi cô chú chóng mặt chết, sao chịu đời cho nổi? Rồi về tới là lục tủ lạnh liền mọi người ơi, đói bụng rồi ăn cơm. Bây giờ thấy gì không, bà Khía, cái này là bà chị mình đến mới về Việt Nam mới chơi á, cái bà đem bà qua với cho mình hủ. Ngon, nhưng mà không hiểu sao bà Khía bên Việt Nam đem qua khi mà mình ăn á, cái nó bị trắng trắng vậy nè, để trắng trắng là sao đây nhỉ, không hiểu sao khi đem qua đây nó không còn thịt nữa mà nó trắng trắng gì nè cái nhỉ, thấy không, cái thịt nó đổ qua trắng trắng gì nè, rồi ăn nó giống như gạo vậy đó nè, thấy không, rồi không hiểu lý do tại sao nó bị gì á, cái nó bán thịt hết trơn ăn không ngon. Nhưng mà thèm ăn đỡ rồi, quà từ Việt Nam hôm qua. Cái này là xách tay hôm qua luôn á, chứ còn mua trong siêu thị á thì nó bán cũng bị giống vậy nè, mà mình nghĩ là do tụi nó để lâu cho nên nó bị vậy, nhưng mà tới cuối cùng ra bà chị mình nó mua Việt Nam đem qua mà cũng bị gì không hiểu, không biết là họ có tẩm thuốc gì hay không, ăn nó giống như gạo vậy, kiểu nó mọi người biết kiểu mà nếp không, nếp mà mình nấu xong cái đầu nó bị lỡ gạo không, y chang vậy. Cái mùi vị thì nó đúng, rất là ngon, nhưng mà mất thịt hết trơn. Thấy đỏ không? Ok, chú thấy đỏ không? Vậy giờ ăn đỡ miếng cơm, cơm này sáng mới nấu à. Tính nó là nấu miếng cơm này nè, để một lát mình ăn với khô chiên. Nhưng mà bây giờ đợi khô chiên hơi bị lâu, bây giờ ăn này trước cái đã. Ăn này trước lát cái mình chiên khô sao. Lại dưa leo nè. Dưa leo này của bà chị nè. Bà chồng mới đem qua cho được con trái duy nhất à. Rất là giòn luôn, một trái mà cắt là như thế này. Dài hơn ngang tay. Ăn con ba khía này ăn với miếng tỏi cho nó đỡ tanh. Trên cái mình nó thì nó còn thịt, nhưng mà trong cái càng á, trong cái chân á là nó bám thịt hết rồi. Cái này là mình nghĩ là để lâu lắm mà, tại giữa con ba khía nó mềm luôn rồi. Mọi người thấy không? Nó mềm luôn, nhai mà nó bã luôn. Chứ không? À, đó. Chứ như đường còn mới á, là cái vỏ nó rất là cứng. Hiểu rồi. Vậy là do cái bàn phía này chỉ mua người ta làm sẵn, mua lại người ta làm sẵn mà người ta để lâu á, bán thịt hết trơn. Cái loại mà mình làm á, ăn nó bán thịt á thì á, nó chỉ còn là nước không ha. Con này chắc do họ đông lạnh á,
cho nên khi nó bán thịt đó thì nó vẫn còn thịt, nhưng mà thịt nó bị lại nó bị giống như đông cứng rồi, gọi là quá thật đó. Trời ơi, qua đây không dám ăn mấy này. Thứ nhất là trời nó mập, không dám ăn. Nó mắc nữa, hổ có chút xíu mà 7 đồng 8 đồng. Mà mua nhầm mấy cái hũ giống vậy nè, đã không có ngon. Trời, ăn miếng ớt cũng cay, nhức rụt. Nhưng mà ăn mấy cái này thì phải cay cay vậy á, nó mới ngon. Cái ớt thì nó cay mà còn cái tỏi á, nó nồng. Cái tỏi không phải là nó cay mà nó nồng á. Rất cục.